Hello, xin chào Rap Việt. Mình xin được giới thiệu, mình tên là Nguyễn Khôi Nguyên. Tên nghệ danh của mình là Pretty Sick. Mình đến từ Hà Nội và mình đến đây để mang một âm nhạc trap rất máu lửa đến với tất cả mọi người. Mình đã có một thời gian đi du học Mỹ khoảng tầm 4 năm. Đó là một thời gian rất là đặc biệt với mình trong cái công việc rap. Thì mình thấy là người làm nhạc ở Mỹ được tự do thể hiện bản thân mình là một cái rất là hay. Và mình muốn mang cái sự sáng tạo đó, cách suy nghĩ đó về Việt Nam. Mình nghĩ Rap Việt là một chương trình mà có một cái vị trí rất là đặc biệt, là một nơi mà các bạn trẻ có thể kết nối, có thể đưa âm nhạc của mình ra phủ sóng ở rất nhiều nơi ở Việt Nam và thậm chí là thế giới. Một lý do nữa là mình muốn cọ sát và thử tài với những cái bạn rapper khác trong giới rapper. Trước khi mà mình tham gia Rap Việt thì chủ yếu những bài hát mình viết đó là được viết bằng tiếng Anh. Tuy vậy thì viết nhạc tiếng Việt và mang lên một chương trình như là Rap Việt đối với mình là một trải nghiệm vô cùng thú vị và cũng không phải là thật sự khó khăn, bởi vì những cái lời hát mà mình viết ra đều đến từ tâm hồn và cái tư duy người Việt của mình. Cái màu nhạc mà mình chơi nó là một nhạc rất là máu lửa và rất nhiều năng lượng, cũng như cái bộ áo này thôi, nó phản ánh cái bản thân của mình. Chủ đề của mình chọn vòng 1 đó là liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Cái việc mình đi theo đuổi rap là một cái công việc hoàn toàn chứ không phải là chỉ một cái trò chơi nữa. Đa phần mọi người nghĩ sẽ rất là liều, nhưng mà trong thâm tâm mình nghĩ là liều mới ăn được nhiều chứ. Liều thì mới được lên sân khấu to, mới được lên TV, mới được làm những gì mình thích. Yo, mọi người ở nhà bật TV và bật loa to hết cỡ nhá, để xem mình liều hết mình trên sân khấu thế nào trong vòng 3 phút tới. Pretty Sick, we about to burn the stage, let's get it. Mời quý vị cùng đến với thí sinh Feel New Snack của Lays, Thu Lê Vân, Bao Tử. Chào em. Dạ. Em xin chào anh Trần Thành ạ. Thưa quý vị, hiện thân của giám đốc âm nhạc Studio. Rap tên của em là? Em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, nhưng mà bước vào rap show thì em tên là Pretty Sick. Em bước vào đây biến show này thành show Pretty Lit, và mọi người bảo em là giống như là Tuliver, nhưng em có một rap flow như là Lil Uzi Vert. Let's get it. Let's go. Chưa gì thôi, hết chất rồi. Bây giờ anh làm cái điều này không biết em có ngại không? Dạ, nhưng anh xin hy vọng em tháo một cái mắt kiến ra một vài giây thôi để hình dung ra được diện mạo của giám đốc ông nhạc của chương trình, được không? Dạ vâng, em rất là thoải mái bộ này. Cho loa kia to lên đi. Tôi có thể thấy là diện mạo này là giống đấy. Nhưng mà Tuliver này là trước dịch mới tròn như thế này, qua dịch có tập gym. Mà thật sự giống khủng khiếp quý vị. Có bao nhiêu người nói là em giống anh Tuliver nhỉ? Hồi cấp 3 đã rất nhiều người nói em là giống anh Tuliver. Yeah. Nhưng mà được anh Justin T, rồi là cả anh Tuliver, rồi cả ban tổ chức chương trình công nhận. Thật sự là một tự hào với em ạ. Tại vì em rất là ngưỡng mộ anh Tuliver. Chính vì cái hiện thân này cho nên là anh với anh LK xin phép xuống đây khởi động để Khởi động trước để có thể quẩy với cả người anh em bao tử của anh. Quẩy là theo nghĩa gì? Là vì kính trọng dành sự ngưỡng mộ cho Tuliver, hay là vì biết các bạn này có tiềm tàng một nỗ lực nào đó? Em nghĩ là giống anh Tuliver đến mức đấy cho nên là anh sẽ làm cho bạn này nhạc rất là căng, đúng không? Yeah. Ladies and gentlemen, Pretty Sick. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Homie, I can feel, đã vào đây thì không thể quit. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Anh em chung mục tiêu, still we rising from the street. Làm thì mới ăn cả, cao bằng những tháng năm. Giờ tỏ xa những lời lâu lắng, tháng trôi qua đi những cố gắng. Ride with my friends, still together till the end. Getting lit on TV, all I kinda do.
Phải giờ tóc cho đôi hàng xong. Các vừa luyện tập từ giờ làm văn. Thế nên trình độ của ai càng tăng. Vì đôi đi dưới như vậy xong. Chuỗi ngày khó chưa thể gây nạn. Ai có gắn bó biết đó là bạn. Mà cứ mưa gió vào bao kẻ gian. Quyết định rời xó giữa đường thanh nhạc. Không được dập tắt anh hơi ngang tàn. Của ba người bạn anh vẫn ăn bàn. Vẫn thân thần căng phát đứng răng hà. Thế vừa đoạn sáng trên đất Việt Nam. Chỉ nghĩ năng nhích có chấp thời cơ. Chúng mình nghiên bích hiện thực giấc mơ. Thì từ đây chẳng bao người còn chờ. Dù bên em mà chắc chắn nhưng sợ. Lãng phí thì giờ cho những thứ mập mờ. Quên đi vẫn vờ không có chỗ cho kẻ ngờ. Like it's a key, man, like kill on my verse. My season of life, my thought, I'm a bird. Ta sẽ cái chất mà phải nhất từ bồn sơn. Không thể là mất hay là lẫn đi mùi thơ. Rap viên đối với thể hát trong mình được không nhớ. Let's go. Me, I can feel. Đã vào đây thì không thể quit. Anh em chung cuộc đều. Still we rising from the street. Làm thì mới ăn. Đã cầu bằng những tháng năm. Giờ thật xa những người lâu lắm. Trao trời qua đỉnh những cố gắng. Ride with my friends. Still together till the end. Getting lit on TV. All I can do to win. Đừng muốn sáng tác bài hát này cho tất cả những hustler. Những người đã hy sinh rất nhiều để giấc mơ của mình. Shout out to two pill, lost out, chung hẹn chi và cả Mr. Tulliver. We are on this game together, right? Không muốn cả viết ra những gì sẽ gắn tiếp cho lũ cả. Các biết tiếp vào những nơi chưa được biết. Không muốn đối tiếp những ngày nào cũng bỏ quyết mình. Đồng với đang sát lại còn chắc hơn là thiếp. Dù là chân riêng, dù ở Mỹ hay là Việt. Nghe nói mình điên nhưng mà chưa ai được hiệp. Chúng vẫn chưa biết chỉ còn chồng như là siết. Rap chỉ đang huyết từng lời nói rất là thiệt. We've been going up, tell this area what to say. We've been going up, now the paper what we chase. Tiếng này còn phước, the way I bow. Sẽ đến đặt chấp, I give my all. Nghe nó freestyle hay như thành đô. Anh sẽ đặt chấp luôn luôn tự do. Rap về một lần cuối có mỗi hát nó mình thì không nhớ. For me I can feel, đã vào đây thì không thể quit, let's go. Anh em chung một điều, still we rising from the street. Thì mới ăn đã cầu bằng những tháng năm. Giờ thật xa những lời lâu lắm. Chẳng trôi qua đi những cố gắng. Ride with my friends, see together till the end. Getting lit on TV, all I can do to greet. Everybody put your hands up in the sky. Một cái sáng tạo là cơn sóng lớn nhất ở Sài Gòn đến nay nhá. It goes left, right, left, right, left, right. Rap Việt season high. Quý vị như một ngọn lửa, đó là Pretty Six. Tôi tin chắc là trên cái phòng máy thì anh Toliver cũng rất là hãnh diện. Mời Bin. Trước hết anh thay mặt mọi người đang xem chương trình cảm ơn em vì đã hy sinh. Để hy sinh cho mọi người thấy cái mọi người chưa bao giờ được thấy, đó là khuôn mặt của anh Toliver. Mặc dù nó gần giống thôi nhưng mà good. Anh cảm ơn đây rất nhiều ạ. Về cái bài nhạc anh muốn nói với em như vậy, từ đoạn đầu của em nó có nhiều chỗ rất là lạc lõng, những gì em viết rất là chặt chẽ, nhưng mà cái flow của em trên cái beat nó rất là lung lay, anh cảm giác nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Dạ vâng. Cái điều mà cứu em ở đây là từ những cái đoạn rap, những cái tone trên cao của em drop xuống cái melody thấp ở dưới này, và anh biết cái việc nó rời rạc ở khúc đầu của em nó chỉ là cái phong độ thôi. Dạ vâng. Bài hát rất hay nha, và anh thấy được rất là nhiều tiềm năng ở em. Dạ vâng, anh cảm ơn anh rất nhiều. Gary thì sao? Hello Toliver bao tử. Anh chào anh Gary. Về flow anh không nói nha. Về bố cục bài thật sự anh chưa cảm nhận được nhiều lắm. Đó về cá nhân anh thôi. Và anh nghĩ nó sẽ tốt hơn với cái giọng của em. Giọng em rất đặc biệt. Nó sẽ thể hiện tốt hơn trên một con beat ít nhạc cụ hơn một tí. Chứ thật ra mọi thứ ok. Vâng, anh cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng đã chờ đợi cái cơ hội để xuất hiện trên sân khấu rap Việt lâu rồi đúng không? Dạ vâng, 5 tháng rồi ạ. Kiểu đây là lần đầu tiên em được diễn trên sân khấu kể từ khi mà dịch diễn ra ấy. Dạ, anh hiểu mà. Anh thấy cái cách triển khai giai điệu của em rất là tây. Khung bài thì cũng chặt chẽ và các cái đoạn mà em áp dụng kết hợp pha giữa rap và melodic nó rất là hài hòa. Anh không có gì để nói về khung ngoài của em cả. Anh thì anh hiểu ý tưởng cấu trúc bài của em và anh hiểu cái sự pha trộn giữa rap và melody của em. Và anh có một cái nhìn khác khi mà anh đi cùng chuyến bay với em và một số thí sinh khác. Xung quanh thì các bạn vẫn đang chơi đùa với cả nhau. Một mình em đắm chìm trong nhạc, em đeo tai nghe. Anh có cảm giác là cả chuyến bay, cái cổ của em anh không biết là có vấn đề gì không, mà nó gập từ đầu đến cuối. Đó là một cái điều đam mê của em và anh thích cái năng lượng của em sân khấu hôm nay. Vâng, anh cảm ơn anh rất nhiều. Grammastic, vì sao
em chọn bạn. Anh có thể cảm nhận được là cái tư duy của em về flow nó như thế nào, và nó khá là hiện đại, nó mang được cái màu sắc riêng của em. Chắc chắn là nếu mà em về với đội của anh, chúng ta còn phải work lại rất là nhiều điều để có thể biến em từ pretty sick trở thành extremely sick. Dạ vâng, anh cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh luôn giang tay chào đón em về với đội của anh. Cho thì phá ngoài đi. Em đâu muốn phá anh đâu, nhưng mà hồi nãy anh thấy vậy không? Đôi lúc cái đường duyên số nó kỳ lạ. Và bây giờ sẽ là quyết định của hai vị giám khảo. Hồi hộp quá anh ạ. Theo như cái sự truyền đạt gửi gắm của anh LK cùng với cái sự bàn luận của anh thì bọn anh nhận định thấy Dramastic đã có quá nhiều mảng màu âm nhạc ở trong đội của mình rồi. Chính xác. Em cũng là một người đã từng đi du học ở Mỹ về đúng không? Vâng. Và anh nghĩ là em nên về với một người mà có chung cái nhịp bắt của mình để có thể đến với nhau làm được nhiều thứ hơn với khả năng của mình. Và bọn anh đã lựa chọn em về với đội của Binz. Cảm ơn anh. Và chúc mừng em về với đội của Binz. Xin được chúc mừng cho đội của Binz nhận được thêm một thí sinh mới.